đi giữ tôm mướn người ta, hả? đi giữ đầm giữ vuông mướn người À, ta giữ vuông mướn ở thành phố cũng có vuông nữa hả? có chứ. Vuông tôm á hả? À. Rồi công việc giữ vuông vậy đó ổn không anh? Ổn Lương khá không? lương tháng 8 triệu cơm Tám nước trả lo luôn, 8 triệu. Rồi mình ngủ đó mình giữ vuông luôn. ngủ giữ vuông luôn. Mình muốn tìm một người để mà biết chăm lo gia đình, biết là hoàn kém còn có chuyện để mà làm việc mà xây dựng với nhau, chứ không phải mà về mà để mà nạnh người này nạnh người kia. Cái đó là sống không có thực tế. Nghề nghiệp làm sao? Nghề nghiệp của chị đó Không cần, không cần luôn, không cần, anh nuôi luôn hả? được, Nuôi được luôn. nó được, Nhà cửa, hả? thí dụ anh có cần chị đó có nhà cửa Cũng không cần không? luôn, Anh lo nếu hết. mà, nếu mình về. Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến, và mảnh ghép yêu thương chào anh. Xin chào mảnh ghép tuổi thơ. Em Rồi anh lần đầu chào tiên quý vị khán giả chào quý vị khán giả, chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. ha. Anh cho mọi người biết tên cũng như tuổi của mình luôn đi anh. Tên mình là Trương Văn Đông, sinh năm 1974 ở Trương Sài Văn Gòn. Đông, sinh năm 1974, 50 tuổi. Rồi anh Đông là anh đến từ đâu? Đến từ Sài Gòn. Đến từ Sài Gòn. Anh Đông nè, anh có đồng ý cho mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của anh để đăng lên mạng xã hội Đồng ý. không? À, mọi khiếu nại của gia đình anh và bản thân anh sau này yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video này xuống là không được. À, chấp nhận. Anh Đông, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Đúng rồi. Hiện nay gia đình hạnh phúc gia đình mình như thế nào anh Đâu? À, bà xã mất ngày năm mấy à? Năm mấy rồi hả? À, một năm mấy nay trước khi chị mất anh chị có mặt con nào Hai đứa con không? Hai con. Lớn hết chưa anh? trai lớn ngày hôm nay 27 tuổi, nhỏ gái nay 18 tuổi, Vẫn còn ở chung với anh. nó ở Diên ở Ở với đi. nội nó, Quê gốc của mình ở Sài Gòn luôn. quê gốc quê quán Long An. Ở Long An hả? À. Rồi ở Sài Gòn đó là mình ở nhà mình hay nhà thuê? Ở nhà thuê. Ở Sài Gòn anh Đông làm công việc gì? Đi giữ tôm mướn người ta, Hả? đi giữ đầm giữ vuông mướn người À, ta giữ vuông mướn ở thành phố cũng có vuông nữa hả? có chứ. Vuông tôm á hả? À. Rồi công việc giữ vuông vậy đó ổn không anh? Ổn Lương khá không? lương tháng 8 triệu cơm Tám nước trả lo luôn, 8 triệu. Rồi mình ngủ đó mình giữ vuông luôn. ngủ giữ vuông luôn. Rồi hai đứa con anh sống đâu? Hả? Hai đứa con anh sống ở đâu? Sống bên nội ở cũng ở gần đó. À, ở chung với nội hả? Anh Đông chiều cao anh bao nhiêu anh Đông? Chiều cao 1m7. Mét bảy người ta nặng Nặng 77 kg. cái tướng lý tưởng quá ha, cao mét bảy nặng 77 kg hả? Wow. Một năm mấy nay anh Đông có quen được cô nào khác bên ngoài không? Chưa có quen ai hết, Chưa quen ai tại hết. giữ đầm tôm mà đâu có đi đâu mà quen. Giữ đầm tôm. Rồi anh coi mạng xã hội nào mà anh biết đến mảnh ghép yêu thương? Thì coi trên YouTube á. À. Rồi anh thấy mảnh ghép yêu thương sao mà anh quyết định Thì tới đây? thấy nó việc người thật việc thật á, mình muốn lên đây để kiếm một người để sau này để bầu bạn tuổi già. Anh có thường hay uống rượu bia không? Rượu bia thì đám tiệc thì cũng có uống, thuốc thì không có, cà phê thì không có. Cà phê thuốc lá thì không.
Anh có hay chơi những cái trò chơi đen đỏ Không, từ đó giờ làm ăn không, cứ không có trò chơi đen đỏ gì. không? Rồi ở mấy đứa con anh ở nhà nội là cũng là nhà thuê luôn hả? Nhà của nhà nội Nhà của nội hả? Quê ở Long An, ở Long An anh còn nhà không không? Bây giờ anh tới mảnh ghép yêu thương, anh nhờ mảnh ghép yêu thương tìm giúp anh hay là anh tìm? tìm nhờ mảnh ghép yêu thương tìm cho mình mảnh ghép nữa là còn lại của mình đó. Anh có chọn được cô nào trên mấy cái video đó chưa? Mình lên đây chương trình thôi, mà còn cái chuyện ghi hình đi rồi cái mình Cái đó để mấy cô để chọn mình mấy ha. cô mình để coi thể có hợp thì mình xin số điện thoại mình để qua tìm hiểu. Nào giờ anh có đi chương trình nào chưa? Chưa. Rồi bây giờ anh muốn tìm cái mẫu người phụ nữ như thế nào mới hợp với cuộc sống của anh? Mình muốn tìm một người để mà biết chăm lo gia đình, biết là hoàn kém, còn cái chuyện mà để mà làm việc mà xây dựng với nhau, chứ không phải mà về mà để mà nạnh người này nạnh người kia. Cái đó là sống không có thực tế. Nghề nghiệp thì sao? Nghề nghiệp của chị đó Không cần, không cần luôn, không cần, anh nuôi luôn hả? được, Nuôi được luôn. nó được, Nhà cửa, hả? thí dụ anh có cần chị đó có nhà cửa Cũng không cần không? luôn, Anh lo nếu hết. mà, nếu mình về, Vậy. Còn chiều cao, chiều cao cân nặng với chiều cao cân nặng thì không, mình thấy hợp với nhau mà là được rồi chứ thấy hợp còn. như thế nào mới thấy hợp với nhau, cỡ nào mới thấy Biết hợp? lo cho gia đình, Cái chiều cao chiều cao có từ 1m55 đổ lên, à, quan trọng là biết thương yêu lo chăm lo gia đình là được, còn ngoài ra anh lo hết cũng dễ ha. Và anh thích nhất cái cô đó ở vùng miền nào? nói chung là dùng miền nào cũng được hết. Nhưng mà mình muốn muốn người nào mà muốn thích mình á thì phải biết cho mà mình qua nhà người ta coi rồi cuộc sống người ta rồi sinh hoạt người ta rồi mình thấy họ có hợp hay không rồi người bên kia ta qua lại nhà mình ta Có nghĩa coi là có cái hợp thời hay gian không tìm hiểu phải qua lại xác minh để mình xác minh cho thật tế coi được thì mình bước tới ha, còn không được thì giống như bạn bè vậy thôi. đúng rồi Chứ đâu phải nói lên đây cái chọn người ta chọn mình cái xong. đúng rồi Cái này giống như cái nhịp cầu nối để mình bước đúng đầu, rồi để mình làm quen, mình tìm hiểu rồi sau đó thời gian nó phải đòi hỏi tháng năm. Đúng không? Rồi nó coi đi được thì tao mới tiến tới. Còn độ tuổi độ tuổi từ 40 tới 50 từ cỡ tuổi anh đổ lại ha, tới 40, nhỏ hơn nữa thì thôi, nó nữa thì trẻ quá trẻ quá cũng hơi mệt ha, mình chịu không nổi đâu. chịu không nổi ha, chịu không nổi đủ thứ á, ráo á, chứ không phải là một thứ. Anh thích nhất người người phụ nữ như thế nào, thí dụ như là nội trợ hay là xe xua hay là thích đi mua sắm? Xe xua thì mình thấy cũng phụ nữ cũng xe xua chút đỉnh thôi chứ là mình thích là phụ nữ làm ăn thôi từ đó giờ Thích gia phụ đình nữ với biết lo làm ăn, với làm ăn hoàn nội kém trợ dọn nhà trong nhà được rồi còn mình đi làm về mình nuôi vẫn được ha. Giữ vuông tôm sao về được?
Được chứ. Rồi tối ta vô ta vớt cái ráo tôm rồi sao? Tiền đâu đền? Có camera mà. Camera, camera chứ nó chùm tối thui mặt mũi. Thằng giàu này kia đâu xuống xuống dưới đâu phải dễ đâu. Mình dòm mình mặt mũi chùm mình dòm mình thấy liền chứ. Camera ha. Có nghĩa là tối cũng rình rình khóa cửa rào lại đi về được hả? Không, nhiều 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 cũng chứ, nhiều người chứ không phải một nhiều người hả? À. Nhiều người. Có nghĩa là gửi ha, gửi rồi chạy về. Chút chạy vô tiếp ha, là sáng vô. Sáng vô. Sáng vô hả? À, anh Đông nè, anh có cái ưu điểm gì không? Ưu điểm là gì? Cái ưu điểm nổi trội nhất ở trong cái cuộc sống của mình á, hàng ngày mình có những cái gì mạnh, cái thế mạnh á. Thế mạnh mình là biết làm ăn thôi chứ không có biết cờ bạc. Thì đó đó là thế mạnh đó, biết làm ăn thôi, biết lo làm ăn thôi chứ không biết là cờ bạc, vụ chè thì đám tiệc mà uống. Cái điểm yếu. Còn điểm yếu mình á thì làm á thì ít xuống là ngủ. Chứ không có ai. À, điểm yếu là khoái ngủ ha. Ngủ. Nằm xuống là ngủ luôn. À, nằm xuống rồi lấy vợ về rồi tối cái đi mệt về nằm xuống ngủ luôn, quên nhiệm vụ rồi sao? Cái đó là tự điểm yếu của mình nằm xuống là ngủ. À, ngủ. Ngủ bà đó rồi còn gì nữa. Sửa lại một chút ha. Mốt nằm xuống từ từ hả ngủ. À. Chứ bây giờ mà được không? Hồi đó sống với hai vợ chồng mà giờ vợ mất rồi mình thấy một mình buồn lắm, trong vắng trong đồng cơm trống vắng lắm. Ừ. Không có người, thấy đi ra đi vô tự nhiên cảm thấy nó à, nó điều hiu quá ha. Ừ. Gặp mà trời tháng mưa dầm có người rồi. Mà cũng người một trầu hết chứ đâu á. Rồi gặp cái tháng mưa dầm về nữa trời đi xe ơi. Đó xe nó mục mẻ chứ. Ở thành phố thì chắc ở Cần Giờ hả? Không, giáp Cần Giờ chứ. Ờ thì giáp đó mới có tôm chứ, có vuông tôm chứ, khúc trên này đâu có. Giáp Cần Giờ mấy nay nuôi nhiều lắm chứ. Ừ. Ở dưới bùn bùn có lo kẹo kéo rồi không? Cũng có. Có hát không? Lôi ra hát nhậu. Hả? Làm lâu sương quá, sương cái có không, có hát không? Không có tham lắm, tham lắm. Không biết tham. Nhớ là chuyện cái ao rồi. Anh lên trên thành phố ở lâu chưa? Ở đó thì nhỏ lớn luôn chứ. Nhỏ, nhỏ lớn luôn hả? Cái cách tìm cái mảnh ghép của anh sao nó đơn giản quá, rất là sẽ rất là dễ. Hy vọng sẽ có rất là nhiều chị em là khi xem được cái video này sẽ bắt điện thoại gọi liên tục đến số của chương trình để mong có cơ hội ngồi trò chuyện cùng anh Đông đây ha. À, để tìm hiểu rồi hai người tự cho số chứ chương trình không có cho đâu. Chương trình anh lên đây rồi chứ anh xin số người đó chương trình không cho nữa. Mà cái người thì cái người mà đã lên đây rồi xin số anh cũng không cho nữa. Trừ ra trường hợp hai người đến ngồi trên cái ghế đây tâm sự trò chuyện, nếu mà thấy đồng nhất á thì hai người tự ra ngoài cho số về tìm hiểu. Có nghĩa là chương trình rất là bảo mật. Số Zalo là hai người tự cho tự quyết định. Mảnh ghép yêu thương giống như cái nhịp cầu thôi, đưa anh chị đi qua bên kia thì anh chị tự xử. Anh chị tự tự lo liệu. Cho số với nhau thì chương trình cũng dặn dò là mình tránh cái sự rủi ro trong cái vấn đề lừa đảo lừa gạt như hiện nay rất là nhiều. Đó. Thì cứ mà bên nào mà khi mà nói chuyện với nhau mà bên nào mà có cái biểu hiện ví dụ như là về đặt vấn đề về tiền bạc thì tạm lập tức ngưng, cắt
ngưng ngay chặn tôi gọi. Rồi cái hôm nay anh Đông đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương nè, cái cách thức chọn của anh rất là đơn giản, thì anh cũng rất là chất phác hiền lành nên không còn gì để khai thác để nói chuyện với anh được nữa. Rau á, anh còn muốn nói gì không, anh nhắn gửi gì không? Thôi hả, không lẽ chạy xa vậy xuống đây nói có nhiều đó không, có tôi tưởng đâu là lên đây để mà xin số điện thoại mà mới gọi nói chuyện nha. Không, không có đâu, cái chuyện đó không có thì thôi. Không có xin số điện thoại được đâu, khi cái video của anh nè phát sóng lên đó, nếu mà anh coi được những cái video nào ở trên Mảnh Ghép Yêu Thương đó, anh điện tới chương trình anh nói tôi có thể gửi đường link của tôi cho cô đó xem được không, rồi cô đó xem nếu mà thấy được thì cô đó sẽ hẹn anh. Chứ bây giờ cho anh gọi ta cũng đâu bắt máy đâu, thấy số lạ ai bắt. Rồi vậy thôi ha. Rồi vậy hôm nay Mảnh Ghép Yêu Thương cũng chân thành cảm ơn anh Đông ha, đã dành thời gian quý báu của mình đi đường xa tới đây để anh em mình có một cái cuộc trò chuyện trao đổi thân mật. Cũng chúc cho anh sớm ngày đạt được sở nguyện ha. Dạ, dạ, cảm ơn. Bây giờ anh chào khán giả đi. Giờ mình thì anh chào khán giả, mình cũng nước ngoài mấy nước thôi, mình tới đây cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Rồi trước khi kết thúc video, Mảnh Ghép Yêu Thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ.